Trước thời điểm xuống giống sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, trên nhiều cánh đồng của huyện Cam Lộ, nông dân bắt đầu tích cực ra đồng, triển khai làm đất, vệ sinh đồng ruộng, tu sửa lại hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, tổ chức phát động diệt chuột, chuẩn bị các khâu thiết yếu để quá trình gieo xạ lúa diễn ra thuận lợi, đảm bảo theo kế hoạch thời vụ của huyện đề ra. Tôi thì làm một mẫu, nói chung là gieo thời tiết nắng ấm, đó ra làm đất làm đai để chuẩn bị xạ, rồi còn phân cho chỗ mạ thì hợp tác xã có mua hợp tác xã chỗ hết thôi. Chứ chuẩn bị là nói chung là chưa đến chơi lít rồi bơ gieo để cho kịp thời vụ thôi. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Cam Lộ có tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm hơn 5.200 ha, trong đó lúa hơn 3.250 ha, lạc gần 630 ha, còn lại là các loại cây hoa màu và lương thực khác. Trước dự báo những khó khăn có thể xảy ra, huyện Cam Lộ đã đề ra nhiều giải pháp giúp bà con nông dân thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Đó là chỉ đạo thực hiện chặt chẽ lịch thời vụ, bố trí giống và cơ cấu giống phù hợp với từng chân đất và thời vụ, tổ chức tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, chỉ đạo nghiêm túc đồng bộ các biện pháp canh tác. Đặc biệt, năm 2019 có khả năng thiếu nước sản xuất là rất cao. Vì vậy, huyện chỉ đạo phải tận dụng triệt để các nguồn nước. Tùy theo điều kiện thực tế, tận dụng hết quỹ đất, chuyển đổi một số diện tích lúa không đủ nước tưới sang trồng rau màu và cây trồng cạn. Trước mắt, huyện Cam Lộ tập trung chỉ đạo nhân dân xử lý dứt điểm tàn dư mầm bệnh, nhất là bệnh lùn sọc đen, diệt chuột và các điều kiện khác để chuẩn bị cho xuống giống các loại cây trồng vụ đông xuân theo kế hoạch, phấn đấu dần thắng lợi từ những ngày đầu vụ. Triển khai một số cái giải pháp như sau, đó là cái vấn đề ra quân diệt chuột để hạn chế cái mật độ chuột phá hại mùa màng. Cái thứ hai nữa là ra quân chỉnh trang vệ sinh mương máng và vệ sinh đồng ruộng để là nhằm là đảm bảo cho cái việc tưới tiêu trong cái điều kiện khô hạn. Cái thứ ba nữa là tập trung chuẩn bị các cái vật tư và đặc biệt đó là giống ngắn ngày để là rút ngắn thời gian sinh trưởng và tiết kiệm nước để tích trữ nước để đảm bảo cho cái vấn đề là sản xuất trong cái vụ hè thu tới. Cái thứ ba nữa là khẩn trương là đẩy nhanh cái tiến độ làm đất, tập trung và bé bờ chứa ruộng các cái giải pháp công trình để tích trữ nước đầu vụ tránh để trữ nước cho cái thời gian tiếp theo. Đến thời điểm này, các điều kiện thiết yếu cơ bản đã hoàn tất. Nông dân Cam Lộ sẵn sàng cho việc xuống giống gieo trồng vụ đông xuân đồng loạt vào đầu tháng 12. Với các biện pháp tích cực từ các ngành chức năng, các địa phương, sự nỗ lực của bà con nông dân, tin tưởng rằng vụ sản xuất đông xuân 2018-2019, huyện Cam Lộ sẽ tiếp tục thắng lợi.